Xin chào, tôi là tiến sĩ bác sĩ Phạm Lê Duy, cố vấn chuyên môn của GeoHealth Việt Nam. Hiện nay thì tình trạng viêm mũi xoang là tình trạng rất thường gặp ở người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là đối với những người làm ở văn phòng, một ngày dài ngồi trong văn phòng dưới máy lạnh thì cái tình trạng viêm mũi xoang sẽ nặng nề hơn. Như vậy thì triệu chứng của viêm mũi xoang là gì? Triệu chứng của viêm mũi xoang thường là những cái triệu chứng ở mũi như là nghẹt mũi, sổ mũi, ngứa mũi, đau rát mũi. Và những triệu chứng của viêm xoang thì chúng ta thấy là có thể chảy dịch mũi, có dịch trong hoặc xanh hoặc vàng, nếu có nhiễm trùng, và đau ở những cái vị trí trên mặt, nhức đầu, đó là những triệu chứng của viêm mũi xoang mãn tính. Khi chúng ta làm việc ở trong văn phòng cả ngày với máy lạnh thì có những cái yếu tố nào làm cho bệnh tình nó diễn tiến nặng hơn? Thứ nhất là nhiệt độ của phòng. Nếu như một ngày dài chúng ta ngồi với máy lạnh thì cái không khí trong phòng thứ nhất là nó sẽ khô hơn bình thường và nó làm cho niêm mạc mũi của chúng ta trở nên khô hơn. Nó sẽ làm tắc những cái lỗ dẫn xoang và nó làm cho tình trạng viêm mũi, viêm xoang nặng hơn. Ngoài ra thì nhiệt độ lạnh nó cũng làm cho niêm mạc hay là mạch máu trong niêm mạc của mũi chúng ta co lại và làm cho tình trạng bệnh nặng hơn. Ngoài ra thì cái không khí bên trong văn phòng cũng có thể bị ô nhiễm bởi những cái dị nguyên lơ lửng trong không khí mà mặt thường chúng ta không nhìn thấy được, đặc biệt đó là mặt bụi nhà và nấm mốc. Mặt bụi nhà là những con ký sinh trùng li ti sống ở trong thảm trải nhà, ở trong sách báo cũ, đặc biệt là ở những nơi văn phòng thì con mặt nhà này tồn tại cũng khá nhiều. Và ngoài ra nấm mốc cũng có thể dễ dàng sinh sôi phát triển trong những cái máy lạnh. Ở ngoài không khí thì khô nhưng phía bên trong giàn lạnh của máy lạnh thì rất là ẩm. Đó là điều kiện cho nấm mốc phát triển. Và nếu chúng ta không vệ sinh những cái máy lạnh thường xuyên thì cái nấm mốc phát triển bên trong máy lạnh sẽ phóng thích ra bào tử. Và mỗi ngày nó sẽ được phóng thích ra ngoài không khí xung quanh và chúng ta hít phải những cái yếu tố đó. Và có thể làm cho những người bị nhiễm với nấm mốc hay mặt bụi nhà có những tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.